Phát hiện người phụ nữ U60 quém thanh niên U19 trong căn biệt thự bỏ hoang đầy ghê rợn. Nghe thông tin người chú bán nước chia sẻ, người phụ nữ là đại gia, chủ nhiều căn hộ rộng lớn nhưng lại bỏ trốn và sống cùng thanh niên U19. Khi trò chuyện mới biết người phụ nữ có lai lịch quá khủng. Để hiểu rõ hơn thì mời cả nhà mình vào bên trong để xem hết video nhé. Rồi bắt đầu, rồi cô cứ đi lang thang vậy đó, cô cứ kiếm tiền thì cũng mua đất, mua nhà, mua này, mua kia vậy đó. Ý là sao cô có nhà to vậy, sao cô không về chỗ thành phố Hồ Chí Minh ở? Thì đã bảo cô ở đó nhưng mà cô lại không ở. À, không thích ở? Không, cô không thích ở, cô lại cho thuê. À, cho thuê, cho lấy thuê tiền để mình lấy tiền. Lấy tiền thì cô lại mua được cái miếng đất ở Đồng Hới. Đồng Hới mà cô xây được 10 cái nhà rồi. Ôi trời đất ơi. 10 cái nhà nhưng mà nhà lầu nhưng mà có 2 lầu 1. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô vấn đề đó. Yeah. Bây giờ vấn đề đó. Ai ngủ hả cô? Hai bà cháu ở. Nó đi làm. Đi làm rồi. Ừ. Xin mến chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân. Hiện tại thì Quân đang có mặt tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi đi ngang qua Biên Hòa, Đồng Nai, cái khu vực này thì phát hiện ở đây có một cái ngôi biệt thự bỏ hoang. Thì theo lời người chú bán nước ở ngoài kể cho Quân với lại anh Di là có một người cô sinh sống trong đây. Và đặc biệt là người cô này là nữ đại gia. Nhưng không hiểu vì cái lý do nào mà nữ đại gia này lại bỏ nhà tài sản khủng đi sống trong cái căn biệt thự bỏ hoang. Thì giờ Quân mời cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong để xem hết video. Hiện tại thời tiết khá là nắng luôn. À, hai anh em mình ngay đi cũng không đem nón. Ôi, em thấy mọi người thấy quần áo không? Kêu rảnh. Mình thấy dưới đây có son nồi nè cả nhà, để mình xuống mình coi thử coi sao. Cái này giống như kiểu trường học hả Quân ha? Dạ, em thấy có mấy cái màn, cái dèm cũ nè. Ừ. Này quần áo phơi. Quá trời quần áo phơi luôn. Quá trời cả nhà, quần áo quá trời luôn. Quá trời luôn. Cảm ơn đây. Đây là cái gì đây? Bà coi hướng này đi. Là chất son nồi hả? Ôi kìa kìa. Cô. Hả? Đi 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 gặp cô. À, thấy được cô rồi. Rồi gặp cô rồi cả nhà. Đây. Để mình lên mình tìm hiểu cô kìa. Đi đường nào lên nha cô? Mình lên mình ghé mình thăm cô. Gửi cho cô ít tiền đó nha. Ở đây có cầu thang rồi chưa? Chào cô. Dạ. Con ghé con thăm cô, con gửi cô ít tiền. Con ghé thăm cô, gửi cho cô ít tiền. Dạ. Dạ, để con kiếm đường con lên. Dạ. Dạ, nắng quá rồi nha. Dạ. Quá trời quần áo và dép cô để. Quá trời luôn. Dạ. Ủa mấy cái này là cái gì hả cô ha? Quên. Sao rồi? Đi lên. Đi mình lên cả nha. À. Cô mới lượm dây cay hả? Lượm gì? À, rau muống. Trời ơi. Cái này là đồ đạc của cô hả? Dạ. Đây mình lên mình trò chuyện với cô một xíu. À, nãy con có hỏi chú bán nước á. Chú có chỉ nói con là cô sống ở đây. Cô nói chú. Dạ, cô cho con gắn cái mic để con nói chuyện nha. 3 năm rồi hả cô? Ừ. Còn nó không dính.
Đây. Rồi. Cô sống ở trong đây là 3 năm trời rồi. 3 năm trời rồi. Ừ. 3 năm trời sống ở đây. Khổ lắm. Khổ. Trước là vẫn còn nguyên. Dạ. Nhưng mà cái tuổi ma túy thì tệ đó con. Đi mình đi, mình đi kiếm chỗ nào mình ngồi đi. Đi lên đằng này. Đi lên trên bà, hả? Bà ở cô ở trên đây. Cô ở trên. Còn cái đồ này của cô luôn hả? Ừ, đồ đó là đồ thay. Dạ. Còn đồ ở dưới kia là đồ mang ở thành phố lên. Dạ. Ừ. Mà đi. Người ta lấy hết mất 5 bao rưỡi rồi. Người ta lấy đồ của cô hả? Ừ, người ta vô, cô đi làm bắn, người ta vào người ta lột, người ta lấy 5 bao rưỡi dưới kia. 5 bao đồ? Ừ, 5 bao rưỡi đồ. 5 bao rưỡi đồ luôn? Ôi. Mà cô đâu có biết đâu. Dạ. Thôi đi bà, cô cháu mình đi lên trên đi. Đi lên đây. Ờ, nguy hiểm không cả nhà? Tao mới đi lựa mây đó, các con mây đó chứ tao đi làm rắn thì không có ở nhà. Tao mới đi làm về đấy. Mới làm về? Mua được ít cho muốn về ăn miếng gói. Này cô ăn cơm chưa? Cô ăn rồi. Ăn rồi ha. Ừ. Đây, mẹ vợ mấy cô cháu mình kiếm. Đây này là người ta bỏ, cô lượm về để cô phơi, cô bán đó. Này là cái gì cô hả? Xôi bún. Xôi với bún? Ừ, sạch đấy mà cô phơi ra cô bán. Cái này là mình bán được bao nhiêu tiền hả con ha? Bán được 2.000 một cân. 2.000 một cân mà mình phải phơi khô. Ồ. Bán cho heo nó ăn á, nhưng mà phải phơi sạch như vậy đấy. Dạ. Đây đây, cô ở trên đây. Cô ở chỗ nào? Đây. Tao móc cái vòng ở thôi chứ tao không có giường ghế gì hết. Dạ. Bộ hôm 28 đi về Sài Gòn, thành phố Hàng Xanh á, thì yeah. Cái nhà lớn lắm mà nó gần sóng nó đổ rồi. Yeah. Nhà lớn nhất ở thành phố đó con. Dạ. Yeah. Cái này cô hay thấy cô để chữ nghĩ thương đó nha. Ừ. Đó, tôi mất... già rồi xin đừng trộm đồ của tôi. Nhiều lắm. Mì gói mà cứ mang về một thùng thùng là hết sạch à. Yeah. Cái này là đồ ăn của cô hả? Ừ. Đây con này cô ăn cơm cái gì? Mới mua được được 10 gói mì đấy, mà mua một thùng á về là coi như là cái chú cho được 100.000. Dạ. Mua một thùng mì mang về là coi như là đi vắng là người ta vô người ta lấy. Đi cứ mình đi vắng cái là người ta vô người ta lấy. Ừ. Dạ. À, hôm 28 Tết đó là cô về thành phố, cô thăm nhà cô. Dạ. Thăm cái nhà lớn á. Ủa, là cô là người quê ở Sài Gòn hay là ở không, đây? Không, cô ấy là quê ở Nghệ An. Nghệ An. Ừ. Dạ. Mà đất của cô là có giấy di chúc. Bây giờ cho ngân hàng người ta làm rồi. Bởi vì ở ngân hàng ở dưới đó nó thấp quá thì cho lên. Cho lên cái đất của nhà cô. Dạ. Ngân hàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ấy. Cô dạ. Ở Nghệ Tĩnh. Rồi cô đi vào Đồng Nai này là bao nhiêu năm rồi? Cô vào 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm? Ừ. Nhưng mà trước đó là cô ở đâu, nhà cô ở đâu? Cô cứ đi tùm lum rồi đó. Dạ đi rồi. Cô trúng số lục đắc, cô đi làm thuê cho họ trúng lục đắc rồi cô mới làm cái nhà 40 lầu lớn trướng ở thành phố á. Là cô trúng số lục đắc? Ờ. Rồi đúng. Làm cái xây nhà 40 cái lầu ở ngoài Nghệ An luôn? Ờ, không, ở dưới thành phố Hàng Xanh á. Thành phố gì cô? Thành phố phố Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh nhớ. À, thành phố Hồ Chí Minh, Hàng Xanh là ngay chỗ ngã tư Hàng Xanh đó. Đó, cái nhà cao đó đó. Là của cô hả? Là 4 lầu. 40 lầu là 40 lầu. 40 lầu. Mà đi bằng thang máy. Dạ. Thế là nhờ ông anh kết nghĩa ở bên Mỹ á, là bạn của cha bố của cái ông anh đó đó. Là bạn của cha cô. Dạ. Rồi ông ấy cho ông ấy giúp đỡ. Ừ. Ông giúp đỡ người ở. Ừ. Rồi bắt đầu rồi cô cứ đi lang thang vậy đó, cô cứ kiếm tiền thì cũng mua đất, mua nhà, mua này mua kia vậy đó. Ý là sao cô có nhà to vậy, sao cô không về về chỗ thành phố Hồ Chí Minh ở?
thì đã bảo cô ở đó nhưng mà cô lại không ở. À, không thích ở? Không thích ở, cô lại cho thuê. À, cho thuê, cho lấy thuê tiền để mình lấy tiền. Lấy tiền thì cô lại mua được cái miếng đất ở Đồng Hới. Đồng Hới mà cô xoáy được 10 cái nhà rồi. Ôi trời đất ơi. 10 cái nhà nhưng mà nhà lầu nhưng mà có 2 lầu 1. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô vấn đề đó. Yeah. Bây giờ vấn đề đó. Bây giờ cô lên lầu rồi. Lên thành lầu rồi là 2 lầu 1. Yeah. Là cô tính là cô xoáy để cô cho người ta thuê. Nhưng mà được bố của ông anh, bố bạn của bố cô á, là ông anh nó giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ chỉ xoay lên đó thôi chứ chưa có đã làm mềm. Dạ. Yeah. Ừ, xoay lên để làm gì biết không? Để cho người ta cho ấy. Yeah, ngay ở chỗ Đồng Hới, lối đi lên Phan Thiết á. Dạ. Cô tính ra cô đại gia luôn á. Không phải, cô kinh doanh thôi chứ không phải đại gia. Cô kinh doanh thì cô cho thuê nhưng mà ông bố của cái ông anh của cô ở bên Mỹ là ông thu tiền đó, ông giúp đỡ vốn nhà, ông đầu tư vốn về đây cho cô. Với là một phần đó là cô trúng số, là đó cô trúng là cô mới trúng mấy tờ độc đắc, cô nhớ không? Cô trúng đài Phúc Chanh. Tấm là chúng được độc đắc là 50 triệu. 50 triệu thì dàn đó giá trị lắm con ơi. À. Con mà cầm 50 triệu thì dàn đó là con đi chợ. Con làm cá lạ bên luôn đó. Hồi đó cô trúng mấy tờ cô nhớ không? Trúng 10 tờ. Ủa lỗi, 10 tờ là? Căng là 10 tờ Cần Thơ. 10 tờ Sóc Trăng, 10 tờ Cần Thơ. Ừ. Đó đất ơi. Cô đi hồi đó là 18 tuổi. Dạ. Yeah. Cô đi làm người lên miếng người ta đó, thì bắt đầu đi bó vỏ cây á. Yeah. Một tháng mà cô làm được cái năm chục nghìn như bây giờ ấy. Yeah. Đó, mà một tháng cô làm là được có 50 à, thế tiêu về ra đi mua số, được số 2 đài chúng. Chúng là cô mới mua ngay miếng đất cô dựng luôn trên đó. Yeah. Rồi cũng có thiếu tiền đấy. Nhưng mà được ông anh ở bên Mỹ á, cái nghĩa đó. Bố cái gì, bố của ông ấy, cái nghĩa bố của cô á. Yeah. Là làm thấy nhân ruột. Nhưng mà ông ấy giúp đỡ được gì. Làm đến là tổ luôn. Yeah. Rồi xong mất thiếu rồi đấy. Còn cái tòa nhà ở bên Hàng Xanh trong Sài Gòn, Hồ Chí Minh là giờ cô cho thuê em á. Giờ cái nền đó là cô cho chính phủ thuê. Để nhà nước thuê. Chính phủ một tháng bao nhiêu tiền cô nhớ không? Một tháng là 50 triệu. Sao rẻ vậy? Rẻ vậy thôi. Rẻ thôi. Bởi vì cái lớn nó sụp mất rồi. À. Đồ uống xong mất tiếu thì còn đó nữa. Nghĩa là còn cái nền không hả cô? Còn cái nền không hả? Chứ không có nhà, chỗ đó không có nhà. Không, còn xung quanh này vẫn còn nhà đấy nhưng mà mưa đã cùng ngán mở nên sợ cũng chết. Hồi nãy giờ con trò chuyện con mà con không biết tên với tuổi cô nữa. Cô sinh năm 1964. Sinh năm 64. Ừ, là năm nay cũng 70, 60. 60. 64 là 60. 60 tuổi. 60 tuổi hả? Ừ. 60 tuổi. Sinh năm con rồng á. Rồi cô tên gì cô? Cô là Kiều Thị Nga. Nga. Cô Nga có con cái gì không cô Nga? Có, những con bây giờ là nó đang làm ở bên thì nó cũng sợ quá về cái nhà lớn thì đổ. Đó là ông bên cho mẹ đi một nơi có con với một mèo. Nghĩa là có nhà lớn nhưng mà không dám ở sợ nó bị sập. Đó. Thì nó đu tới chỗ cái cầu á. Chủ cái cầu ngay chỗ lúc chờ, chủ xá chờ đó. Yeah. Rồi giờ cô được mấy người con cô nghe? Cô được 8 người. 8 người con? Không, vui bởi vì cái bà kia bà thấy
gò công thì gò bắp á. Gò bắp. Dạ, nhiều quá, cả bán cho hai đứa. Bán cho cô mới nuôi, cứ nuôi hai đứa con nuôi. À, nghĩa là cái cô đó gọi là gò bắp, đưa cho cô hai người con, rồi cô đưa tiền lại hả? Đúng được á, cho người ta vậy. Nhưng mà mang hai đứa con Mỹ. À, đi Mỹ rồi. Qua bên ông bố nuôi ở bên đó. Dạ. Thì em của cái địa với bố của cô này này là hai anh em, thì đi cho cô mới mang qua bên đó cho ông nuôi. Thì gia đình ở bên đó là trợ cấp cho hai người đó. Vậy là hai người con nuôi với lại sáu người con. Sáu người con nuôi. Bây giờ mấy anh chị đó giờ đỏ đâu hết rồi cô? Thằng lớn thì đang làm ở công ty ở Bảy G ấy. Chắc thì cũng ai cũng... Bảy G. Dạ không. Bảy G. Không ở trong Sài Gòn xuống. Không, Bảy G là ngay chỗ lối mà đi công ty nó đồ ngủ làm đồ gà đó. Nhưng mà mấy anh chị chắc cũng có nhà cửa này kia hết hả cô? Ở trong công ty. Sao không? Đó là cái số tiền, đó là số tiền cô cho công ty thuê rồi cho nó, rồi nó làm một cái công ty đổ nhựa làm đồng ra. Tự mở công ty luôn. Bây giờ cô thấy cô nhóm của nó cứ đặt cô về con nó cũng biết không? Sao không có được con, không có con được. Sao cô không đi về cho mấy anh chị nuôi mà sống ở đây? Thôi, tôi sống mình tự do. À, cô thích tự do. Ví dụ người thì là sống với con này, yeah. Nhưng mà con có vợ, nhưng mà vợ con làm thái với bà, yeah. Rồi bắt đầu con mắng vợ nó cũng mất công, yeah. Đó nó mất lòng lắm con ạ, nên là không thể như vậy được. Là hàng ngày là cô Nga đi làm công việc gì ở đây nè cô Nga là? Tao đi lượm cái chai. Trời đất ơi, đại gia lượm cái chai. Được dạy chục tỷ đi làm nha trai. Thằng Út nó cầm hết. Nó chả có đưa cho cô đâu. Nhà cửa ở Sài Gòn. Rồi 10 căn ở Đồng Hới. Đồng Hới. Nó giữ hết. Giữ hết, con giữ hết. Là con Út nó giữ. Cô cho con cơm mà. Ừ. Rồi nữ đại gia. Phải làm gì phải làm nha, để kệ tao, tao đi đâu tao đi. Mệt. Rồi mấy anh chị biết cô sống ở đây không? Hả? Giấu. À, đi giấu không cho biết. Đi kiếm cô mấy đi kiếm. Con thấy đi kiếm cô còn nắng cơm nắng. Bây giờ nếu mà con cô đây rước cô về không? Chịu về không? Không chịu về. Thích vậy hả? Thích vậy. À, tối cô Nga ngủ đâu đâu chị? Đấy, ngủ trên cái bọc đi đấy. Rồi mũi chích. Mũi nhá, nó đang mũi. Đang mũi. Đi mua nào thì mua rau muống nghe. Ừ. Rau muống này là mua hay là cô lặt? Mua. Mua 5.000 đó. Hôm nay nước tương, nước rồi mì gói rồi. Đó. Ừ. Quá trời đúng rồi. Rồi mình tắm rửa đâu cô? Dưới đó, chỗ này hai con đứng đó. À, chào nãy là chỗ tắm nước ở đó có nước. Muốn nước của trong nhà này tắm đi. À, muốn nhà nước. Nhưng mà nước ở đâu? Nước trong cái hố đó hả? Ừ, trong cái hầm nó đầy. Đầy nước. Nước sạch. Nước sạch. Nó không ăn được. Không ăn được. Nước đó chỉ có giặt tắm giặt. Vậy là cô đi mua mấy cái chai nước này để về cô nấu ăn. Thôi thôi. Vậy mà con cứ tưởng cô ở đâu, cô sống ở trong nhà quan. Khổ lắm con. Nhưng mà nè, sao lại khổ là sao? Không có dám gì bên đó. Ý là đại gia mà sao lại là khổ? Chúng nó cần tiền bạc. Thì giờ về cho mấy anh chị nuôi đi. Về ông bà cho tiền. Thôi. Sao vậy? Cô không muốn làm phiền. Không muốn làm phiền. Nhưng mà bây giờ nếu anh chị cho tiền cô thì cô cũng ra ngoài cô sống một mình rồi cô. Cô vậy không chịu về. Mà nhưng mà về nhà nè. Về nhà là có nhà lầu, có xe hơi, nhà cao, cửa rộng luôn mà không thích hả? Không. Lý do không thích. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Từ nhỏ tới lớn cô không có nặng này mà cô không có làm phiền lại đó. Yeah. Chán. Mình sống không thở mình cho nên mình nó tự do. Cái thanh gì thì mình có, mình mua, mình làm cha nó đi. Phải nhờ ai mình.
nếu mà nhìn ở ngoài là không biết cô có tiền, không biết là cô đại gia luôn. Cô kể con không biết. Không nói ai biết. Sợ người ta biết. Giống mà có con cái gì nữa. Ví dụ như là cô mà đưa cho con cái nhà hay là cái miếng đất thì là của con thì gì để cùng sống. Chứ còn mà nghe cái chén này mà kệ. Ông xã của cô nghe còn không? Ông chết rồi. Ông bị liệt sĩ bên nghĩa trang quân đội nhân dân Việt Nam ở phía ở bên chỗ Trảng Bom. Ồ, cái khu này là cái gì hả cô? Khu này là cái khu vực công ty dạy nghề. Là trường học nha, trường học dạy nghề. Trường học dạy nghề. Nãy mình thấy cái, con thấy cái cây cây, thấy kiểu giống như... Giống trường học. Cô sao không thấy dạy cửa đâu? Dạy nghề may á. Cửa đâu nó rụng hết trơn hả con à? Lấy xe đi. Hả? Có thằng cháu. Thì là có ma không ta? Có gặp không? Không gặp ma. Mà có bị nhát không? À. Có bị nhát không? Mấy ngày đầu tiên vô ở có bị nhát không? Không. Cô cung vậy mà. Lúc mình vô mình ngủ mình có cúng kiến gì không cô? Không. Để vô ngủ mình đây luôn à? Đúng rồi, thì cái kiến gặp lấy sạch. Cô sợ lắm, cô chạy đi nhíu. Lấy xong rồi cô về. Vậy nghĩa hồi đó như là bắt được 30 người. Ở đây không hả? Nếu mà dưới kia 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 à? Bên khu bên kia đó. Ừ, chích hút đó. Giờ bên bển còn ai sống bên bển luôn không? Không. Người ta đánh bài, đánh bạc. Ừ, dưới tụi con cũng đi. Không về, không chịu về. Không. Chú nói làm gì thì làm. Bởi vậy nãy chú bán nước mà chú nói con á là cô sống đây cũng 3-4 năm rồi. 3 năm á? Con hỏi chú là cô có con không? Đó, chú nói là có. Nhưng mà cô không có chịu về nhà, cô sống ở đây. Ừ. Con cũng không biết, cũng sao kỳ ta sao không về nhà. Thì đâu chú nói, nghe bà nghe nói bà cũng nghe đâu, ta nói nhà bà cũng giàu lắm. Ủa, giàu mà sao lại sống lang thang ở trong cái khu này? Có lẽ con vô con tìm hiểu coi. Bởi vì cái khu này là con biết làm sao không, nhà thì nhà còn nhà nước đấy. Dạ. Thì như là ta cho mượn. Dạ. Ví dụ không? Đất là đất của ta. Nhưng mà ta cho mượn. Cho công ty mượn người ta nuôi đỡ. Sợ. Nó cũng giờ này thằng lớn nó cũng dành. Ủa cái khu này còn cái khu bên kia là của công ty là phụ gia ở bên đó là có thể thao với dụng bến đó. Thao với dụng bến. Có người sống ở bản không con? Có người sống cũng không. Có mình để sống. Mình ngu không? Chả mãi chả có phải chuyện trò với ai, chả có cãi nhau với ai cả. Thích đi làm thì đi làm, mệt thì đi lấy thuốc uống. Rồi bị bệnh gì mà lấy thuốc nữa? Bệnh già hả? Khớp hả? Cũng là cái gì đó thì mình lo lấy cuộc sống nhờ. Nè, tao có bị thuốc đủ đấy nè, tao có bị danh nữa, bị danh nữa họ không muốn dám gọi là Aladon. Vậy ở đây là cũng phải như vậy đó con. Rồi cô nấu cơm là cô nấu bằng cái gì? Cái son kia kìa, mất hết son đi mua đó, mua cái son chào. Nó biết ra vậy thôi.
thương cả nhà, bởi vì có nhiều người nó nói giàu mà chưa chắc đã vui. Đó. Là bây giờ là con gặp rồi đó. Giàu mà chưa chắc đã vui rồi. Nhưng mà chưa cho cô, nhưng mà chưa để lại đủ cái nhà để còn nghèo. Người ta nói câu là giàu chưa chắc đã vui, nhưng mà nghèo là chắc chắn là buồn. Đúng không? Nghèo là phải buồn, nhưng mà giàu chắc đã vui. Giống như cô quá trời tiền luôn rồi mà cũng không chịu về. Là không chịu về, nếu mà như người ta là người ta về sống nhà lầu xe hơi rồi quá trời nhà luôn, mà cuối cùng là như là cô có bao nhiêu nhà cửa, trúng số bao nhiêu, 10 tờ độc đắc, 20 tờ chứ hả, 20 tờ, 10 tờ đài Cần Thơ, 10 tờ đài Sóc Trăng là lâu cho rồi. Lâu rồi nhưng mà lúc đó là cô mua nhà cửa xong rồi cô cho con cái cô hết. Dạ. Cho hết. Cho con cháu mới làm, nó có mới làm á. Dạ chắc cô cũng có cháu nội rồi, cháu nội cháu ngoại hết hả cô? Thôi về mấy cháu đi, về mấy đứa cháu đi. Có nhiều cái nhớ bà nội bà ngoại này sao? Đó, thằng cháu nó đi du lịch, nhà du ngoại. Thế là con cô cũng có lên đây thăm cô. Không, cháu. Cháu mà cháu là cháu gì, cháu bà con hay là cháu ở ngoài xã hội? Con bà chị, ôi dồi ôi, nó đi vào đây nó cứ gọi bà con sống cái tâm nó nói, ừ sống cái có gì anh đi đấy, mình đi kiếm việc mà làm, nó đi kiếm việc mới làm, không tối về nữa. Là cái anh đây nữa ha, ừ. Anh tối ngủ chung với con hả? Ừ, ngủ ở đó. Anh nó lớn tuổi hơn con hả? Có mười mấy tuổi à. Ồ, còn nhỏ vậy, mười mấy tuổi là nhỏ hơn con nhiều anh. Chưa vợ chưa con vậy. Thế bảo chừng nào con có vợ. Nó nói đến năm 30 con mới có vợ. Đến năm 30 con có vợ ơi, bà về bà ở với con. Thế bà ừ. Đấy, ta bảo thế ta ở với cháu thì ta không làm thì làm gì nè. Ôi trời ơi, bà già được ăn được bao nhiêu mà mệt quá à. Rồi đồ đẹp ở dưới là cô đi nhặt hay là người ta cho? Đồ của cô đó. À, đồ của cô. Ừ. Còn ở dưới này này còn một cái kho đồ quần áo mà người ta lấy mất năm bao rưỡi rồi. Rồi nhặt về cha vậy là ngày được nhiêu tiền, rồi có đủ tiền mua thuốc mua than không? Ngày chỉ có đủ có 100 ngàn, có ngày 100 ngàn khỏe thì làm được 100, mà cha khỏe thì làm được vài chục. Cực. Vậy đó, tao cứ vậy đấy là sống còn mà từ vào nhà về để phụ với cuộc sống của con. Đó. Con cứ nghĩ mà xem, các con bây giờ còn trẻ thì dáng làm dáng ăn dáng có đi, mai mốt con của con nó lớn lên ha, con có vợ con của con lớn lên thì mốt con có này có kia thì cũng cho. Con cứ để ý cái lời nói mà cô nói mà xem, rất là khổ mà sống với các con á, nó cậy lúc đó là nó cậy khỏe mạnh. Các cô mới thôi phải. Nó có vợ rồi nó mới vì mình để lại mất lòng vợ. Gia đình không có hạnh phúc. Thì hôm nay hai anh em con đến đây thì nhất là cũng nghe câu chuyện cô vậy á. Thì thấy cô sống vậy cũng thương quá. Thì còn gửi cho cô ít tiền để cô mua thuốc, để dành mua thuốc chứ mua gạo. Ừ gì đó, các cô, các cháu cho cô được cái gì thì cho chứ. Cô không muốn. Đây, con gửi cho cô, cái này là tiền cá nhân của con. Ừ. Này, con gửi cho cô để cô để dành mua thuốc hay là mua gạo gì đó, đồ ăn rồi, cá màu rồi. Thích cái gì mình mua để dành chứ con sợ mua nhiều quá dễ gây sợ. Ồ, ăn đâu thì mua đi đó. Ăn cái đâu mua đó đúng không? Cô bị mất nhiều lắm rồi, cô mới biết cái chữ đó lên á. Ồ. Nhiều lắm rồi, con mất 5-6 bài thùng mì rồi. Con thấy ở phía dưới lầu dưới đồ đạc quá trời, dưới là của ai dưới hả con? Cô chứ của ai? Của cô chứ luôn hả? Do này cô ở ra, cô kiếm thuê ở ngoài nghỉ mình còn 1 tháng là 8 triệu. Mặt bằng á, gắn quần áo, mà giờ cái treo quần áo lên gần này. Ở dưới là còn đồ đạc rất nhiều, cô dẫn con tụi con dưới được không? Được. Đi, đi.
mẹ cô cháu này xuống dưới thử coi sao. Có đồ của tao ta chán lắm con ơi. Ở đây là khung cảnh của cô ở của chú anh chị. Trời ơi có cửa luôn hả? Đâu cho dẫn con xuống coi. Không cái cần lên nó cũng thấy xanh hơn mặt nó thấy tao về nó sợ nó không có dám mà không có dám đấy mất năm đã đồ đó con nó mới gửi. Mày sợ lắm. Dạ. Chắc là dám nói dám cài nói gì đâu. Mình bị nhớ cho nó về rồi mình dám về. Chỉ là cô đang nói cái người mà bác sĩ xã hội cái nhà vô đây lấy đồ rồi cô cứ để cho người ta lấy chứ không có dám gì. Thôi sợ lắm. Cô dám mấy mỏ thì cũng mấy mỏ đi mình lỡ rồi nó làm cho mình phát chết đâm cho phát chết thì làm sao? Cái này là đồ của cô. Ở đây còn ở dưới nữa. Dạ. Cái này cái gì? Cái kho đựng đồ. Đựng đồ của cô hả? Đồ quần áo bán đó. À, cô rào vậy? Ừ. Mà này mở ra sao không hả? Nhớ sao mà. Ủa sao? Cô rào lại con không biết cách mở luôn hả? Cô rào vô con mở. Ủa cái này cái gì đây? Bắt nuôi cô. Thánh nhang này, thánh nhang á. À, cúng. Ừ. Cô cũng cúng. Thế là có cái bên ở Phật mà. Dạ. Đói cô nè. Cái kho này là chuẩn bị quần áo. Nó là cô la quá trời à. Nó mới thôi chứ. Ủa cái này đồ gặp kết đó. Ôi dồi ôi, mùa hôm 28 Tết cô về thành phố nó cái nhà nó gần sống á. Nó siêu dưới sông á. Cô hết hồn rồi máy bay cứu cô đó. Cái gì cô? Máy bay trực thăng á. Mình đi vô đây, mình vô đây rồi cô kể mấy trực thăng là sao? Mấy trực thăng á. Nó chở cô ra đó có còn à, không về. Thế là lúc cô ngoài Nghệ An á ha. Rồi nó chở máy bay chở cô vô đây ha. Không, lúc cô ở thành phố Hồ Chí Minh chứ. À, Hồ Chí Minh. 28 Tết á. Dạ. Rồi cô về thành phố thăm nhà. Dạ. Ôi trời ơi, nó vui chứ. Máy bay đi máy bay về quê thăm nhà nhưng mà thấy máy bay quá sợ. Sợ. À, để con coi đồ của cô gì đây. Đồ có giờ mình nợ đã khó. Khó lắm. Mày có. Đồ nhiều lắm. Khó nhau lắm. Đây là đồ mới hay đồ cũ cô? Toàn đồ mới. Đồ mới. Đồ mới của cô. Quá đại luôn. Mình nhìn vô đây mình thấy. À. Cô rào kỹ rồi. Ôi trời ơi, rào kỹ vậy đấy. Sợ mất. Sợ mất. Ồ, cô gắn rồi đó. Đó, cô đẩy luôn à. Đi đằng cửa kéo luôn à. Tiền là mình mở mặt bằng mình bán thôi con. Có cái màn che rồi. Thôi được rồi vậy. Vậy được rồi. Nào để con xem coi. Nó cao đó để coi được. Rồi quá trời rồi luôn. Đó. Tạm được không luôn á. Nửa thao đồ. Một không đô luôn á. Quá trời luôn. Nhiều lắm à. Ừ. Quần áo quá trời. Bên đây coi mấy giải nè. Nếu mà không cẩn thận là mất hết rồi con. Mất. Đó được chưa? Được chưa? Được.
đó, dễ thương. Đó, đây quần áo mới hả? Toàn quần áo mới không có của cô đó, mang người thành phố về đó con. Nè, quần vô xem coi. Quá trời luôn. Nhưng lấy chồng của cô mất 3 năm rồi. Ôi ôi. Quần áo mới luôn à. Kho luôn á, cô chú anh chị. Kho đó. Dạ. Kho luôn. Nếu mà cô mà không giữ cẩn thận ha, để mà dưỡng da đấy. Lần giờ là trưa nay là về, lần giờ cô nghỉ trưa ha. Ừ. Cho con thì... cháu nhiều lắm rồi. Hôm nay hai anh em con ghé đây thăm cô ấy, thì cũng có ít tiền gửi cho cô để cô sử dụng. Ừ. Có dịp nào hai anh em con có ghé đi ngang đây, có ghé thì con ghé con thăm cô nha cô Nga nha. Ừ. Dạ. Thì cả nhà yêu thương cô Nga thì hãy để lại di một like và một đăng ký cũng như là bình luận. Còn giờ là cô chỉ cho cô đi lên cô nghỉ trưa. Nhiều của con về. Dạ, con về Sài Gòn. Thôi con chào cô Nga nha, bữa nào con lại con ghé thăm. Dạ. Con hộ ba cô chúc các con bình an. Dạ. Đi cẩn thận các con. Còn khu đây là người ta cũng vẫn bỏ quen không con? Khu đó không có ai ở. Tí nữa bảo anh xem thử cái có gì bảo không? Không có gì. Ghê hả? Cái khu dưới đó, đó là cái khu anh Nam Mang kia đó đó. Nó bắt được 40 người. Cái khu dưới đánh bài, đánh bạc, rồi đánh chánh. Đó bạc hả? Ừ. Con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ừ. Khi nào mà không thích ở đây nữa thì đi về nhà cho con cháu nuôi nha. Chán. Không muốn nha. Buồn. Thôi hôm nào ghé con ghé con thăm cô. Bye bye cô nha. Dạ, con bye bye cô nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah, con